Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà, sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời, dù đời có lúc chẳng được như mong đợi, rồi sáng mai nhà đừng mong còn ai nuông chiều. Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà, phải nếm rất nhiều mặn ngọt cay chua đắng, mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình, về đây cho ăn đòn mấy đứa chúng mày.